Ơi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay xin giao lưu lại với anh em lô ngũ sắc nha anh em. Ngũ sắc ha, hay còn gọi là cây châm mỏi đó. Rất mong anh em mình ủng hộ ha. Dạ, xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu lô châm ổi. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại 0829160355. Rồi, vô cây đầu tiên luôn. Dạ, cây đầu tiên có mã số là A1. A1 ha, nguyên một cái củ quái lắm nha. Cái gì? Cây này thì em cũng có báo ha. Nhánh này thì nó còn mạch nhỏ đây nè. Cái nhánh này thì nó bị chết rồi. Còn như nguyên cái củ này nó sống hết đây nha anh em. Ok chưa ha, đâm chồi rất là mạnh này ha. Rất là đẹp, nguyên một cái củ. Củ này độc lắm nha anh em. Rồi, thông số luôn. Năm mươi hai quanh chiều cao là 16, cái cũ nó 16 nha anh em, chiều cao á, kính bầu là 20, kính bầu 20 nha. Họ cũ rất là đẹp nha. Rồi, này có mã số A1, em xin giao lưu là 700.000. A1 ha, 700.000 bao ship luôn. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo cặp A2 ha. Cây này sống khỏe hết trơn nha anh em, rễ dữ lắm luôn nè, rễ nó chui ra ngoài luôn rồi nè nha anh em. Rễ dữ lắm luôn ha. Đâm chồi dữ lắm luôn. Dạ. Nó bị lửa nhẹ nè ha. Anh em về mình cắt giật lại cho nó đâm chồi lại nha anh em. Em cắt sơ sơ ha. Rồi, thông số luôn. Hoành là 35. 35 hoành. Chiều cao là 20. Cao 20. Hoành ở đây là 37. 37 hoành nha. Chiều cao là 23. Cao 23. Kính bầu là 20. Kính bầu 20 nha anh em. Cặp này có mã số A2, em xin giao lưu là 500.000. Cặp A2 ha, cặp này 500.000 nha, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cặp A3 nha anh em. Đó, ngũ sắc nha anh em. Đó, đâm chồi khỏe mạnh hết trơn rồi nha anh em. Đó, em để cũng dâm ủ cũng lâu lắm ha. Rồi thông số luôn. Quanh ở đây là 31. 31 của anh. Chiều cao là 25. Cao 25. Quạnh đúc ở đây luôn á. 23. 23 quạnh. Quạnh ở thân này đi. Thân này là 16. Quạnh thân là 16 nha. Chiều cao là 27. Cao 27 nha anh em. Kính bầu là 20. Kính bầu 20 nha. Cặp này có mã số A3, em xin giao lưu là 450.000. A3 ha, 450.000 nha, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha. A4. Ây da, đó, A4 nha anh em. Hơi bị gớt tí xíu ha. Bú nè. Cây nó cũng đâm chồi xuống khỏe trơn nha anh em. Rễ nè anh em thấy ha. Rễ nè. Này nó bị lửa nhẹ nha. Bể nhẹ. Rồi. Rồi, thông số luôn. Quanh cây này là 15. 15 quanh. Cao 26. Quành cây này là 29. 29 quành ha. Chiều cao là 33. Cao 33. Kính bầu này là 20. Kính bầu 20 nha anh em. Này kính bầu là 13. Kính bầu 13 ha. Cặp này có mã số A4, em xin giao lưu là 400.000. A4 ha, cặp này 400.000, bao ship luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo. Rồi tiếp theo ha. Cặp A5. Cặp A5 cũng là cặp cuối cùng của clip nha anh em. Cặp này đẹp ha, bú quá trời bú luôn. Đâm chồi mạnh luôn. Cặp này đẹp nha anh em. Rất là đẹp cây. Rồi thông số luôn. Quành em đo ở đây là 28. 28 quành. Chiều cao là 40. Cao 40 nha.
Hoành em lo chỗ cũ là 38. Ở Hoành ngay cũ rồi 36 nha anh em. À, ở thân này là 20. Cái thân là 20 ha. Chiều cao là 37. Cao 37. Kính bầu nó là 14 ạ. À. Kính bầu là 14 nha. Cặp này có mã số A5, em xin giao lưu là 500.000 bao ship ạ. À. A5 ha, cũng là cặp cuối cùng của clip nha, 500.000 ha, bao ship luôn. Rồi. Chào cái luôn em ơi. Dạ em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355.